Rồi, lời nói đầu tiên, Trọng Nguyên xin chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Thì hôm nay buổi chiều mình sẽ tiến hành lên một cái cây mai nữa, bonsai, chơi Tết 2022 khúc 45 luôn nha mọi người. Cây đang phát triển rất là khỏe mạnh và bông búp rất là ok, thích hợp cho mọi người chưng Tết ở nhà. Và đặc biệt đây là những cây phải có chiều xuống như các bạn. Tam chắc là xuống tới đây ha. Cái nhánh này nó còn dài nữa nha mọi người. Đó. Và cái gốc này rất là già mọi người. Thấy không? Đây thì ngồi sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem, bây giờ sẽ quay một vài vòng cho mọi người nắm được cái thông số của cây này ha. Đó. Thấy không, rất là đều ha mọi người, to ha mọi người, tại vì khi quay trong video mọi người thấy gì chứ thật sự rất là to ha. Rồi mình sẽ đo cho mọi người xem từ ở phía bên này đi qua xuống phía bên này luôn ha mọi người. Đó. Rồi mình sẽ đo chiều cao của cây á, thì nó tầm khoảng 20 mà 40 mà 60 80 ha, cao đến ngọn đây là 80 nha mọi người. Đó, rồi thì bề ngang, cái chiều ngang tán ngang của nó nè, 20 40 60 80 gần 80 ha mọi người. Từ đây nè, từ từ phía bên này nè qua phía bên này là 80 nha. Đó. Rồi cây rồi hoành cũng khoảng hai mấy nha mọi người, khoảng 21 nha mọi người, 21 22. Đó, rồi thì từ cái nhánh bên đây xuống nè thì nó rất là dài. Đó, mình sẽ đo cho mọi người xem 20 40 60 80 một thước, thứ hai ha mọi người, xuống nữa còn nữa ha, còn một cái nhánh nhỏ nữa thì tầm cũng khoảng thước thứ tư. Đó, tính trung bình cả thứ ba đến thứ hai còn còn nữa ha. Đó, rất là dài xuống tới đây luôn nè mọi người, không nè, xuống tới đây là tầm khoảng thứ tư á, rất là dài luôn. Đó, thả hết cỡ nha. Đó, cây nè mọi người thấy không, và cây theo một cái chiều nghiêng xuống, đi từ từ xuống rất là đẹp nha mọi người. Đó, thấy không, mà mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nữa. Đó là thông số nhánh, là cái nhánh chính nè, cũng phải ngón trỏ cái lành này nha mọi người, lành sẹo ha mọi người. Đó. Rồi cây rất to nha, thấy không? Rồi đó là cái thông số cây, và mình sẽ tiến hành mình quay cái gốc cho mọi người xem ha. Đế cây thì trước khi mà mình quay cái phần đế cây thì mình cũng giới thiệu sơ chút. Cái cây này là mọi người, nó trồng trong cái chậu 4 ha, và cao tầm khoảng 20. Nó đang chậu nuôi thôi mọi người, nè đế của cây nè. À, thấy không, và đây đã lành hết trơn rồi. Đó, đây là cái lớp sẹo lành này nha mọi người, cái sẹo trên này nó bự lắm nha, cũng khoảng lớn hơn ngón chân cái rồi. Ừ, nè mọi người thấy không, cái sẹo luôn nè, lành này. Ừ. Đó. Rồi mình quay ngược lại ha. Đó, mọi người thấy không, đây nè, để rất là đẹp ha mọi người, đóng rồng rồi về chà ra cái thằng sạch bòn rồi ha. Đang cây đang phát triển rất là mạnh nè, thấy không? Ồ, đi nôm. Ồ, thì nó có một khúc ngang đây à, và ghép mọ hai cái bo. Đó. Nó có một khúc ngang đây à, mọi người, khoảng chừng một gang tay à, và ghép hai cái bo. Thì một cái cây đi xuống, một cây đi lên, lắc làm cái ngọn. Đó, cây bây giờ đang thành phẩm à. Rất là đẹp. Rồi, đó là một số cái thông số mình gửi đến tất cả mọi người ha. Rồi mọi người, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay cái phần tán cho mọi người xem đây. Đều đặn hết trơn nha. Đó, lọt nè. Ờ, 1 nhánh, 2 nhánh, 3 nhánh, 4 nhánh, 5 nhánh, 6 nhánh, 7 nhánh. Đó. Rất là đẹp hay mọi người. Thấy không? Đều. Và bông búp thì rất là ok nha mọi người. Rất là nhiều luôn. Bông rất là nhiều. Ừ. Rồi mọi người nào thích thì liên hệ với Công Nguyên để sủ cái mai này nha. Đó, quay trực diện cho mọi người xem nè. Đó, đây là cái phần tán của cây nè. Thấy không? Lọt thành một những cái bánh đều. Rất là đều nha mọi người. Ừ. Rồi những cái cành xè đó nha mọi người, nó đều rất là đều và đẹp ha. Đó là những cái thông số mà Công Nguyên gửi đến mọi người ha. Thì anh em nào thích thì có thể liên hệ ha. Ừ. Mình sẽ quay ra một vài vòng nữa ha mọi người, cây rất đẹp ha. Từ cái nhánh này không, nó tầm chiếm khoảng tầm 20-40 60 80 gần 90 mọi người. Cái nhánh ở phía dưới này nè, nó dài gần 90 rồi. Rất là dài nha. Rồi mình sẽ tiến hành quay thêm vài vòng nữa. Đó mọi người. Rồi
Rồi mọi người thì cuối video tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này ha. Xin chúc sức khỏe tất cả và luôn luôn thành công trong công việc và thật nhiều may mắn. Rồi thì ai thích cái mai này thì liên hệ với công Nguyên để ủng hộ và cũng như là nhớ xem video này và đăng ký và thích video này ha mọi người. Một lần nữa công Nguyên xin cảm ơn tất cả mọi người thật nhiều. Thấy mọi người rất đẹp ha. Đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo ha. Xin chào.